Rồi tiếp theo. Sau phần bắt buộc anh giới thiệu qua về cái lý thuyết, về cái phần ôn lại phần lý thuyết của phần Spanchi cơ bản. Cấu hình bình bầu Rootsheet, bình bầu Designer Board, bình bầu Blocking Board, đúng không? Đấy, bình bầu nguyên tắc bình bầu như nào, bình bầu root board như nào dựa trên các tiêu chí sau đây. Thì hôm nay chúng ta sang phần tiếp theo, ta sẽ phần luyện tập. Ví dụ anh cho hệ thống gồm 5 con sheet cấu hình như này, đấu full map với nhau này. Thì đây nó sẽ rất nhiều cái vòng Spanchi. Bây giờ chúng ta đi khảo sát cái Spanchi xem nó có block đúng theo cái như cái topo này không, đúng không? Thì cái nguyên tắc của Spanchi tất cả em bật lên như này thì tất cả các sheet nó sẽ gửi PPU cho nhau, PPU cho nhau. Đấy chưa? Gửi PPU con nào có địa chỉ mark nhỏ nó vẫn theo nguyên tắc bước 1 là bình bầu root sheet. Con nào có địa chỉ mark nhỏ nhất thì con đấy sẽ đóng vai trò là root sheet. Đấy chưa? BID nhỏ nhất, nếu BID bằng nhau tôi không chỉnh này thì con nào địa chỉ mark nhỏ nhất. Trong hợp này 4 con, 5 con, 1, 2, 3, 4, 5. Địa chỉ mark anh đã kiểm tra trên sheet và đây là địa chỉ mark anh đã ghi lại. Thì cái con sheet 3 này có địa chỉ mark nhỏ nhất, vậy nó là root sheet. Ok. Xong bước bình bầu root sheet rồi. Nó sang bước thứ hai. Nó sẽ bình bầu board zone. Board zone dựa trên nguyên tắc thứ nhất là bình bầu design board. Tất cả các board trên root sheet sẽ đóng vai trò là design board. Được chưa? Đấy. Và các board mà nối với design board hiển nhiên trên cổng này là root board rồi. Vậy trên con sheet 4 và sheet 5, hai con sheet bên sườn này này thì cái cổng này root board rồi, nó không phải bình bầu nữa. Đúng không? Trên mục hai con này chỉ có duy nhất một root board thôi, mà cái board nối với root board nối với design board thì chắc chắn là root board rồi, không phải bình bầu nữa. Ok chưa? Rồi trên con sheet 9. Trên con sheet 9 này này. Con sheet 9 này này. Con sheet 9 này này. Thì bây giờ có ba cổng này. Ba cổng này. Ba cổng. Cổng 1, cổng 2, cổng 3. Vậy cổng nào root board? Thì bây giờ người ta phải xem là cái passcode tính cái code trên cổng 1, cổng 2, cổng 3 tính code về con này tính như nào. Giờ tính code về đây. Đấy. Thì đi đi ra này không cộng, đi vào cộng ở 19, cộng 19 bằng 38. Vậy hướng này là 38, được chưa? Ok, hướng này về về root sheet đây. 19 cộng 19 bằng 38. Ok, đúng không? 19 9 38. Hướng này về sao? Hướng này về sao? 19 cộng 19 cộng 19. Ôi giời, thì cái hướng này nhiều quá. Thế vậy vậy cổng này chắc chắn sẽ không phải root board rồi, không phải chưa? Ừ, cổng này chắc chắn không phải root board rồi. Vậy chúng ta xem cổng này, cổng này, cổng nào sẽ là root board. Cổng nào root board. Cái code bằng nhau đúng không? 19 cộng 19 bằng 38. 19 cộng 19 bằng 38. Vậy cổng nào sẽ root board? Thì code bằng nhau rồi, người ta set cái sender PID, tức là PID của thằng đối phương thả ở đây, thằng đối phương thả ở đây. Thằng đối phương có PID nhỏ hơn thì nó sẽ chiến thắng. Sender PID, PID của đối phương dựa trên gì nhỉ? Priority của nó và địa chỉ MAC. Priority bằng nhau, nó sẽ xem địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC thằng này 0004, thằng này 0000, thằng này nhỏ hơn rồi. Vậy cổng phát 0/1 sẽ đóng vai trò root board. Ok, chắc chắn rồi. Và tôi chỉnh bình root board thôi nhá, còn các cổng khác có chưa chưa xác định được vai trò gì đúng không? Trên con này thì root board rồi. Vậy trên con này thì tôi có ba cổng này. Vậy tôi xét khảo sát cổng 1. Cổng 1 tính về root sheet đi như thế này. 19 cộng 19 cộng 19 bằng 19 38, 38 cộng 19 là 57. Tính cổng này sao? 19 cộng với 19 bằng 38. Cổng này sao? 19 cộng 19 bằng 38. Vậy thì hai cổng này lại có code bằng nhau rồi, tôi set sender PID. Thằng sender PID tức là suýt thằng đối diện gửi PID về đây, thằng này gửi về đây. Thì con này có PID nhỏ hơn rồi, vậy phát 0/3 chắc chắn sẽ là root board. Đúng không ạ? Đó, tôi đã thành công bình bầu root board. Vậy, ok chưa? Vậy board tone design hết board, ok rồi. Design hết board là trên tất cả các board của root sheet đó cho design hết board rồi. Bây giờ trên root board, mỗi một con sheet sẽ có một root board. Rút một root. Chỉ một lúc bỏ tính nhất thôi, chúng ta đã xác định rồi. Anh nhắc lại, trên suýt 1, cổng phát 0/1, cổng này là phát 0/2, cổng này phát 0/3, và cổng này là phát 0/3. Ok, xong. Bây giờ tôi phải đi bình bầu trên từng cái segment 1, trên từng segment 1, cổng nào sẽ bị block, các bọt nào chưa có vai trò. Ví dụ, cổng này là root bọt rồi, thì cái cổng phát 0/2 ấy, nối với root bọt trên con suýt này luôn là design bọt, tại vì nó gửi bản tên, gửi PPU luôn mà, DP, em hiểu chưa? Đấy, cổng này root board rồi thì cái cổng này sẽ đóng vai trò là design hết board, được chưa? Đấy. Vậy tôi chỉ còn trên cái vòng này, đoạn này và đoạn này phải bình bầu ra một cổng là design hết board và cổng blocking board. Ok, trên đoạn này tôi vạch một đường rõ ở đây, tôi tính code về đây, code bằng nhau không?
19 cộng 19 là 38, 19 cộng 19 bằng 38. Vậy cốt bằng nhau. Cốt bằng nhau tôi xem cái cổng này đi vào à. Con này có PID cả con này, con nào nhỏ hơn thì cổng này nó PID nhỏ hơn mà 004, 010. Vậy cổng này sẽ đóng vai trò là design network. Nhắc lại trên một đoạn ấy thì một cổng design network và cổng này sẽ đóng vai trò là gì nhỉ? Vai trò gì? Blocking board. Đấy. Rồi trên đoạn này tôi bình vào tiếp. Vạch vào đường đây, tính cốt vào đây. Tính cốt vào đây. Đi vào là 19, đi ra không cộng 19 cộng 19 cộng 19 là 57. 19 đi ra không cộng 19 là gì? Là bao nhiêu? 38. Vậy cổng này sẽ đóng vai trò đi ra hết rồi. Đi đi. Cổng này đóng vai trò là gì? Là gì? Rồi, ok chưa? Đó. Rồi, có bạn muốn nói đúng không? Ai muốn nói? Giơ tay. Lộn cái gì em? Sao em ơi? Tú ý kiến đi. Không, của con Switch có địa chỉ mã là 0004 này. Ờ. Là cái cổng đấy mới được ưu tiên hơn chứ anh. Mình xét đến sender PID mà. Ừ, đi ưu tiên hơn đúng rồi. Đây, em đang nói đoạn nào? Không, tức là cái đoạn mà trên cái dây nối giữa con 0004 đến 00D0 anh. Ừ, ừ, sao? Là bây giờ mình sẽ xét hai cổng F03 và cổng F03 của hai con đấy không anh? Ừ, là F04 nha. 03 đây. Ở trên đấy. Cổng này cổng 3, cổng này cổng 3. Ừ. Bắt cốt bằng nhau rồi đúng không anh? Ờ, cốt thì tính ở đây bằng nhau. Ừ, sao? Mình xét đến sender BID. Không phải xét sender BID mà xét BID của nó, nhớ chưa? Con này có BID là 004, con này không BID là 00D0. Vậy con này sẽ ưu tiên hơn, cổng này design network và cổng này kém hơn nó sẽ là blocking port luôn, nhớ chưa? Tưởng là cái port cứ xét đến port là phải xét đến 4 cái... Không phải, sender BID là xét cái loop port thôi. Còn trên cái segment còn lại này, em phải vạch một đường ở giữa ra. Em tính code đi vào cổng này để root switch. Em tính code đi này cổng này root switch, em hiểu chưa? Nếu mà code bằng nhau thì cái cổng mà thuộc con switch nào có BID nhỏ hơn thì cổng đấy sẽ ưu tiên hơn, nó sẽ đi ra hết port. Cổng còn lại sẽ là blocking port, hiểu chưa? Trên đoạn này tương tự như vậy, đúng không? Tôi tính code ở đây. 19 đi ra không cộng, đi vào cộng, cộng 19 cộng 19 cộng 19, thằng này có 19 cộng 19, thằng này 57, thằng này là 38, vậy cổng này đi ra hết port, đúng chưa? Ở trên đoạn này nhá, trên đoạn này, tôi tính code quay về root switch, 19 cộng 19 bằng 38, thằng này 19, đúng không? Thằng này là tất nhiên là kém hơn rồi, thằng này 19 này, đi vào đây này, 19, 19, 19, xa xôi lắm, đúng chưa? Vậy cổng này đi là đi ra hết con. Được chưa? Cổng này đi ra hết con. Và cổng này sẽ là hết con. Em hiểu chưa? Rồi. Trên đoạn này tương tự như vậy. Tôi vạch một đường ở đây. Tính code vào đây. 19 cộng 19 cộng 19 là 57. 19 cộng 19 cộng 19 cộng 57. À, bằng nhau. Thì tôi phải xem cái PID của thằng nào nhỏ hơn. Thằng này 0002, thằng này 0010, vậy cổng này sẽ ưu tiên hơn, đúng không? Đi ra hết cổng. Cổng này sẽ là gì? Ok. À xin lỗi, BLK. Blocking board, được chưa? Các bạn thấy nó màu da cam. Đấy. Vậy toàn bộ cái tiến trình spreadsheet nó sẽ block. Đố các bạn tìm được một cái vòng nào khép kín, đúng không? Đấy, chơi hình vẽ này. Thứ hai gì mà nó cái bọt gì hả? Hai kiến gì hả? Có ai hỏi gì không? Tính làm gì? Nói đi em ơi.
À ơ chứ con sheet 2 này này. Chứ con sheet 2 này nó phải là blocking board. Rồi, ok, nó là blocking board. Ok, đúng không? Về phần cơ bản về tìm cái nguyên tắc bình bầu đấy các bạn hiểu chưa? Ok nào, có ai hỏi 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 gì không? Ok nhá.